Trung Kiên Garden xin chào mọi người nhé. Những cái cây Mỹ Hồng nhà mình đã cho lên chậu và nó ổn định rồi. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ bán cho mọi người. Những cái cây này nếu mà các bạn cần thì mình có thể ship cả chậu cho mọi người nhé. Thì cái cước nó sẽ cao hơn một chút. Còn không thì nhấc lên thì mình vẫn giữ nguyên cái bầu lưới ở bên dưới này. Đấy. Và hàng Mỹ Hồng thoát thân như này thì cũng không có nhiều nhé. Bởi vì Mỹ Hồng thì ở trong Nam thì thường người ta làm hàng bụi nhiều, và bây giờ mà người ta bắt đầu làm hàng một thân. Và những cái hàng một thân mà to như ngón tay cái như nhà mình ấy thì cũng không có nhiều ở trên thị trường. Các cây nhà mình đều thoát từ 50 phân cho đến 7 80 phân nha mọi người nhé. Đương nhiên là những cây thoát thoát thấp ấy, thì cái thân nó sẽ to tầm ngón tay cái, cũng như là hơn ngón tay cái, nhưng gốc thì nó to bằng ngón chân cái rồi. Đấy, thoát thấp thì thân nó sẽ to hơn, còn thoát cao thì thân nó sẽ bé hơn. Chiều cao của cây thì từ 1 m đến 1 m 2 m 3 nhé. Đây bạn này, bạn ấy cao 1 m 7, hơn 1 m 7 này. Mỹ Hồng loại này thì nhà mình còn khoảng độ tầm hơn 100 cây ở trên bờ, trên chậu cũng như là ủ cát nhé. Còn ở dưới vườn thì còn rất là nhiều. Vì vậy nên là các bạn mua xỉ lẻ số lượng bao nhiêu mình cũng có thể cung cấp được cho mọi người. Đặc điểm của cái đơn Mỹ Hồng là nó rất hay ở cái chỗ là hoa của nó. Hoa nó cực kỳ siêng và lá nó rất là xanh. Hoa siêng lắm. Và mỗi một lần nó nở hoa thì nó rực cả một khu luôn. Lá xanh, cành cứng cáp nên cái độ bị tuyệt cành cũng như là gãy cành nó sẽ bị nó sẽ hạn chế hơn. Cũng như cái hoa này là nó màu hồng này. Màu hồng của nó rất là đẹp. Rất nhiều các chị em hoặc là cô dì chú bác cũng rất là thích màu này. Và đặc biệt là cái đơn hồng nó rất là khỏe, bệnh tật rất là ít. Ở ngoài Bắc thì chỉ có một mùa đông ấy là cây nó lá nó xấu hơn thôi, còn trong Nam thì loại này đang là cái loại mà được rất nhiều người săn đón. Đấy. Các bạn có nhu cầu mua đơn Mỹ Hồng thì liên hệ với mình nhé. Số điện thoại của nhà mình là 0354 2 55055. Số lượng thì rất là nhiều. Trung bình những cái cây này mà cái loại này thì mình đang bán giá thị trường của mình, bán giá lẻ, mình bán 500 ngàn trên một cây. Còn các bạn mua số lượng thì báo cho mình sẽ tự động điều chỉnh giá. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Xin chào mọi người.